Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Đệ tử xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú quý vị, thì hôm nay đệ tử đến đây đây thuộc về địa phận của xã Vĩnh An, của huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì đến thăm bà cụ hiện tại thì đang đau thận mãn tính. Thì đệ tử cũng đại diện cho các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để đến đây để một là mình ủng hộ số gạo và tiền chút đỉnh cho bà cụ có tiền để sinh sống qua ngày. Và bên cạnh đó đại tú cũng như là kêu gọi cô bác chị em mình thấy coi qua chương trình đó, thì những người bệnh có đặc biệt khó khăn đó, thì cô bác chị em mình cũng mở lòng từ tâm để hỗ trợ, chia sẻ yêu thương, giúp đỡ những người nghèo khó để vượt qua cái lúc mà bệnh tật này. Thì bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà cụ? 80. 80 hả? Dạ 80 rồi. Bà bệnh gì? Đau gì không biết. Gì mà mệt mệt đó. Dạ, thì nãy có nghe gia đình cho biết là bị thận mãn tính. Dạ. Dạ. Dạ, thêm cái nữa là cho con hỏi cụ thứ mấy? Thứ mấy hả? Dạ. Thứ năm. Thứ năm hả? Dạ, ăn uống được không? Ăn rượt, ăn cháo. Ăn cháo hả? Dạ, sức khỏe hiện tại giờ sao? Đỡ rỡ. Hổm ngày đi bệnh viện hả? Hả? Hổm ngày bà nhập viện hả? Nhập viện cái gì rồi. Mới về ha. Dạ. Thì hổm thì cũng có nghe chị Út, chị cũng vận động được 2 triệu mấy đi bệnh viện hả? Dạ, mới ngày nhập viện với được 2 triệu mấy, xin viện 2 triệu mấy. Dạ, thì trong gia đình hiện tại giờ có ai với ai trong nhà? Có bà với ai? Hả? Con hả đó. Dạ. Hỏi con á. Đi cháu với bà. Dạ. Con này anh hai thì lâu không quan tâm. Dạ. Rồi thì hiện tại thì con tới con thăm bác ha. Thì bên cạnh đó thì cảm ơn con. Đại diện cho chị Nguyễn Thị Bùi. Cảm ơn con. Tặng cho gửi cho bác 500 ngàn. Cảm ơn con. Dạ, gửi bác 500 ngàn của chị Nguyễn Thị Bùi. Và bên cạnh đó thì 10 kg gạo của chú Cường. Bán giáo hộ hả? Dạ. Thì cũng gửi tiền cho những người bệnh. Thì, cảm ơn con. Dạ, bên cạnh đó thì đại tú cũng đại diện thêm người chị Mạnh Thường Quân ẩn danh, cũng gửi thêm cho bà thêm 500 nữa. Cảm ơn con. Dạ, là 1 triệu. Một số là 500 của chị Nguyễn Thị Bùi và 500 của chị người chị Mạnh Thường Quân ẩn danh, gửi tiền cho đại tú làm người thiện nguyện đó, thì cũng gửi cho bà cụ thứ mấy con quên rồi ha, thứ năm, gửi cho bà năm 1 triệu để mua thuốc uống ha. Cảm ơn con. Dạ, và bên cạnh đó thì 10 kg gạo của chú Cường. Cảm ơn con. Dạ, thì kính thưa quý vị, thì bà năm hiện tại thì bị đau thận, thì gia đình hiện tại cũng nói chung cũng khó khăn, không có kinh tế lo để giống như trong cuộc sống. Thì cô bác chị em mình coi qua chương trình thì có mở lòng từ tâm để hỗ trợ, để giúp đỡ thì nó rất là quý. Tại vì những người bệnh thì nói chung là lúc khó khăn mới nhờ đến mình. Thì hiện tại giờ đang lúc cần thì cô bác chị em mình coi qua chương trình cũng thấy, cũng hỗ trợ giúp đỡ theo cái gì. Thì bà cụ nhớ niệm Phật không? Bà Năm, hả? Bà nhớ niệm Phật không? Nhớ niệm Phật quà hả? Dạ, niệm Phật xiết ra nha. Tuổi về chiều rồi, bóng xế rồi, như là đèn á. Hai ông kìa, bà nói thờ hai ông đó đó, bà nói hai ông Phật đó, đó. Dạ, hai ông Phật đó. Chỉ hai ông Phật đó. Hai ông dạ. Phật đó. Bà lại hoài à. Bà ngủ một đêm không được, có bò không à. Có bò đi vô, bò đi ra sáng đêm ngủ không được. Có bò. Dạ. Xưa nay không có mấy khi đó Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây đó. Đây là đức thầy của mình là Diệu Phật sống đó. Còn Diệu cổ Phật Lâm Phàm. Dạ. Sao sợ quá. Thấy bệnh viện ta đưa giấy gì à? Ta điên thở tam hoàng thượng thượng cổ, khùng thế thời khùng lộ ngoài da đó. Đức thầy mình là một Diệu Phật từ là thời bằng cổ tới giờ rồi, từ lâu xa tới giờ rồi. Đó, cho nên là tin tưởng nha bà Năm. Tin tưởng cái lắm, thương ông ấy lắm. Dạ. Gắn lo niệm Phật nha, tại vì mình hiện tại giờ giống như là đèn mà tim đã lụng mà dầu đã mòn hết rồi. Cuộc sống của mình hiện tại giờ giống như là gì phải không? Giống như cá mà nằm trong ao mà nó cạn nước vậy đó.
mình mình phải niệm Phật xiết ga giống như là cứu lửa cháy trên đầu. Mình phải chạy marathon chứ không phải đi bộ, đi bộ giờ đi không kịp nữa. Giống như là giờ niệm Phật phải niệm Phật xiết mới được, tăng tốc. Dạ. Ngày đêm phải luôn luôn lúc nào cũng cũng tưởng nhớ Phật chứ. Dạ. Chứ ra ngoài đi đi nhà thương nhớ ổng á, mấy ổng hết sức. Niệm Phật dữ dữ vô nha. Mới kẹp được. Tôi nuôi cho bà nói đưa bà về con hai ông Phật ở nhà. Dạ. Bà về bà lại. Bà về bà lại quá trời. Không thì thầy mình ở đâu thì cũng cũng tới chứ. Thầy nói là tuy là hữu ảnh vô hình chứ văn lòng tưởng thì sanh trình đáo lai à. Ừ. Thì khi tâm mình tưởng tới thầy là thầy có mặt à, có cảm thì thầy sẽ có ứng à, chứ không có mình cứ lo cho cái bệnh của mình đi, rồi lo niệm Phật đi. Thầy lúc nào cũng bên mình đó chứ. Giúp đỡ mình đó không? Dạ. Cảm ơn thầy. Chứ mình dày cho mấy chị đồ lo lắng cho nuôi chăm sóc cho mạnh lên. Chứ tiếc chỗ này là không được nha. Nhà đừng có tiếc nhà nghe, nhà này là nhà tạm nghe, nhà giả chứ không phải nhà thiệt. Nhà bà nó nắm bà Úc Thị với cho. Dạ. Thì cái nhà này là nhà giả chứ không phải nhà thiệt nha, đừng có coi đó là thiệt. Nhà thiệt mình ở bên kia kìa. Nhà ông thầy hả? À, nhà của ông thầy á là nhà ở bên kia, nhà thiệt là nhà bên kia. Nhà này Úc Thị sẽ giả nó bao cho. Tại vì lời xưa bảo là nơi nhà xưa cảnh cũ hãy về. Bạn đang ngóng mẹ cha đang đợi, có mấy thì cũng phải gán về cho tới. Gặp gỡ nhau một hội này thôi, nếu chần chờ để trễ qua rồi ắt sao trải muôn đời khó gặp. Hãy gắng tu và hãy tu gấp gấp nha. Tu cho kịp ngày Phật lập hội tràng, được ghi tên son tại bản vàng á, quý quá gấp hơn ngàn của thế. Cái nhà này là cái nhà nó nhà giả thôi, nhà tạm. Ở thời gian cũng bỏ à. À nhà thiệt mình ở bên thầy thế giới cực lạc bên kia kìa. Ai cũng phải tu hành thì cũng phải ấy là mà tu thì được lên trên. Có tu thì mới được ngồi sen báo, có tu mới được trực đáo Tây Phương nha. Mau tu chứ để muộn màng vô thường chẳng đợi thời gian không chờ. Phải tu mới giết mới được. Chứ giờ cái thân này giống như là cái nhà mình nè. Cái nhà sẽ sửa hoại hư nè, mục rồi nè. Sắp sửa bỏ cái thân này, sắp sửa bỏ cái nhà này nè. Còn cái nhà này còn giả nữa, cái nhà này. Ví dụ cái nhà này sống được 80 năm chứ cái nhà này chừng 3-40 năm là nó hư rồi. Nói chung là nó chỉ là cái chỗ để mình nương nhờ để tạm ở thôi. Tôi thấy ta chỗ còn sẽ nghèo quá. Chẳng thế chỉ là chỗ tạm nương, giống như quán trọ ở gian đường à. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn dưỡng phương là về bên kia. Đó, cho nên là thôi cũng gắng lo niệm Phật nha bà Năm. Còn nói chung là nếu mà có nhân viên thì cũng tới lui ở đây để hỗ trợ tiếp bà. Dạ. Nếu mà có mạnh thường quân gửi nữa thì con xuống đây thăm rồi cho tiền và uống thuốc, uống sữa. Cảm ơn con. Dạ. Gắng lo niệm Phật là được rồi. Bền lòng niệm Phật đi, Phật lo cho mình nè. Đừng có lo gì, không cần lo đói lo no. Bền lòng niệm Phật, Phật lo cho mình. Cứ lo niệm Phật đi, sẽ có Đức Phật sẽ vận chuyển, có người sẽ đem gạo đến cho mình ăn, có người sẽ đem thuốc đây cho mình uống, có người sẽ đem tiền đến đây cho mình mua đồ dùng trong nhà. Cứ niệm Phật đi. Dạ. Phật độ à. Vậy nha. Bắt tay cái coi niệm Phật xiết xiết ra coi. Dạ rồi. Rồi em uống mưa rất cao đây Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có bậc thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Ở đây nằm đây nhìn lên Đức Thầy rồi cứ hướng về Đức Thầy. Thầy ơi cứu con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cứu nạn tôi. Con nó một rác con. Dạ. Cứu nạn cứu cô. Cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan rất cố nạn của cô khổ con ông. Nam mô Nam mô Phật. À, kính thưa chư quý vị, thì nãy giờ cũng có hỏi thăm sức khỏe của bà Năm và cũng đã trao tiền cho bà Năm rồi, thì cũng đã phiến tấn bà Năm cố gắng niệm Phật rồi, thì chương trình quay cho tiền và cho gạo đến đây đã xong. Thì cảm ơn mọi người đã coi chương trình, và nếu mà chúng ta xét ra hoàn cảnh nào khó khăn thì nên đồng hành để chúng ta giúp đỡ cho nhân sanh, cho xã hội hay gì. Thì có gì thì đệ tú sẽ làm nhịp cầu nối cho tất cả các chị mạnh thường quân của nhà hảo tâm để trao tiền cho những người bệnh. Thì chương trình đến đây đã hết. Đệ tú xin kính chào, hẹn gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.